8 giờ đến 10 giờ sáng, New York thì 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, còn Khmer. Thành kính thỉnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Dīgha Nikāya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 6.1. Sáu pháp có nhiều tác dụng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Cha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dạy vô thượng điệu ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý hồi thiên, chư toàn giác đại lực, chư lộc giác đại lực, thân đại nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Cha. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bây giờ thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư thiên tôn giả Đức Phật, kính đại chư thiên đức Phật thiên tôn tất cả quý đồ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua chương giáo pháp trong bài kinh Đức Phật. Thì chương pháp giáo pháp này cũng có 10 đề tài, như là pháp đang tác dụng, pháp cần phải tu tập, pháp cần phải biến chi, cần được đoạn trừ, pháp thuộc phần hạ liệt, pháp thuộc phần thắng, pháp có thị nhập, pháp cần sinh khởi, pháp cần thắng chi, pháp cần thắng chứng, dần dần thì cái chi khác là nhiều nhiều thêm. Và hôm nay thì cái thể tài đầu tiên là sáu pháp đa tác dụng. Khi mà chúng ta nói đến sáu pháp này, ta thường nghe nói cái từ gọi là pháp lục hòa. Nhưng mà ở đây cái pháp lục hòa như là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng biệt,
đợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Đó là theo kinh điển Bắc Liền, cái truyền thống có vừa qua là như vậy. Ở đây sẽ có sự khác biệt ý nghĩa như thế nào đối với pháp luật hòa theo truyền thống của Mục Liền và pháp luật hòa ở trong kinh điển Pali. Thì ở đây chúng ta hãy nghe bài học này hôm nay do Đại Đức Pháp Tính sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì mời Cung Kima đọc cho chính kinh, sau đó thì Cung Kính để nói chuyện sư cũng như với thầy. Nam mô Bố Tha Gia. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Hôm nay là thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tại hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 6.1. Sáu pháp có nhiều tác dụng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thụ thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được đắc chứng. Thế nào là sáu pháp có nhiều tác dụng? Sáu pháp, sáu hòa kính pháp. Này các hiện giả, ở đây nhị vị tỳ kheo thành tựu tự thân nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Thì các hiện giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, hợp ý. Này các hiện giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận được trong bình bát đều đem chia đồng đều giữa các vị tỳ kheo có giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Thì các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị tỳ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, hợp ý. Này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn,
Chương chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết trong tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Đó là sáu pháp có nhiều tác dụng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn 338. Sáu pháp tác dụng. Ehukara Dhamma. Đây là sáu khả niệm pháp Saraniya Dhamma, cũng gọi là pháp hòa kính, pháp thương tưởng, pháp tạo hòa hợp. Một, thân nghiệp từ. Metta, Kaya, Kamma, sống, hành động đối với các bạn đồng phạm hạnh, an trú với gì đây chút nha. An trú với tâm không sân, không hận, không sân, dù trước mặt hay sau lưng. Hai, khẩu nghiệp từ. Metta Vasikama, có lời nói đối với các bạn đồng phạm hạnh, an trú với tâm từ không hận, không sân, dù trước mặt hay sau lưng. Ý nghiệp từ. Metta Mokama Kama, có ý nghĩa đối với các bạn đồng phạm hạnh, an trú với tâm từ không hận, không sân, dù trước mặt hay sau lưng. 4. Cộng hưởng lợi lộc. Sadharana Bhagi, khi có những lợi lộc phát sanh, hợp pháp dù ít hay nhiều cũng chia sớt cho các bạn đồng phạm hạnh cùng hưởng. Có giới sa môn Silasa Manyata, sống với các bạn đồng tu được thành tựu giới cao thượng đúng theo sa môn hạnh, có giới không sống với các bạn đồng tu được thành tựu giới cao thượng đúng theo sa môn hạnh, có giới không bị lấm nhơ bể vụn. 6. Có tri kiến sa môn Titisama Anyata, sống với các bạn đồng tu được thành tựu tri kiến cao thượng đúng theo sa môn hạnh. Loại tri kiến bậc thánh có khả năng đưa đến giải thoát diệt tận khổ. 6. Khả niệm pháp này gọi là pháp tạo thân ái. Vyagarana, pháp tạo tương kính. Arukarana, pháp đưa đến đoàn kết, vô tranh, hòa hợp, thống nhất trí. Dạ thưa chánh kinh, đến đây đã chấm dứt. Chúng còn con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Nam mô Bụt Thà Cha. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Xuyên, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học về sáu pháp đa tác dụng, hay còn gọi là sáu pháp khả niệm. Thì như vừa rồi quý vị đã nghe ngày Tệ Siêu còn có cho một cái tên khác là sáu pháp lục quả. Sáu pháp lục quả
À, vậy thì đây là cái 6 cái pháp mà nếu mà chư tăng mà hình như là luôn cả giới cư sĩ đều xử sự bằng 6 pháp này thì sẽ đem lại an lạc, an vui cho chư thiên và loài người. Và chúng tôi cũng còn có một cái một lần nó đọc ở trong chú giải bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì 6 pháp này Đức Phật nói là coi như là nếu mà các vị tỳ kheo mà còn có 6 pháp này còn có duy trì được 6 pháp này bền vững thì bây giờ chánh pháp không bị biến mất, có nghĩa là lúc đó giáo pháp vẫn còn được hiển lộ ở trên cái thế gian này. Vậy thì 6 pháp này thứ nhất là thân nghiệp từ, thứ hai là khẩu nghiệp từ metta quá trì cầm mắt, thứ ba là ý nghiệp từ, thứ tư là cộng hưởng lợi lộc, thứ năm là giới có giới sa môn, thứ sáu là tri kiến sa môn. Đây là 6 pháp này thì là khả niệm, khả ái. Vậy thì ở trong đây như thế nào mà được gọi là thân nghiệp từ metta kaya kamma? Có nghĩa là đối với cái đời sống tu tập thì khi đối với các bạn đồng phạm hạnh, có nghĩa là những người cùng tu chung, thì dù cho ở trước mặt hay là ở sau lưng hay là ở một nơi kín đáo nào đó cũng luôn luôn có cái thân nghiệp từ, có nghĩa là mình có những cái hành động mình có những cái hành động mà với một cái tâm từ hoặc là với một cái tâm tốt thì như vậy đó gọi là thân nghiệp từ. Cũng như quý vị thấy rằng đối với trưởng lão Sariputta, ngài là coi như là tướng quân chánh pháp, ngài là một cũng như là một vị mà đứng sau Đức Phật thôi, đứng sau Đức Phật. Nhưng mà mỗi sáng khi mà các vị tỳ kheo đi bát, có nghĩa là đi khất thực hết rồi, thì ngài trước khi ngài Xá Lợi Phất ngài đi khất thực thì ngài đi xung quanh coi vòng vòng ở cốc liêu, cái chỗ nào cái cốc nào chưa có đóng cửa, hoặc là chỗ nào còn rác, chỗ nào chưa có nước bị lưng, có nghĩa là chưa có ai châm nước đầy, thì những cái công việc đó nếu mà ngài thấy thì ngài đều làm hết, ngài đều làm hết. Thì quý vị thấy rằng thường thường cũng như giống như là một người mà đứng đầu những cái công việc đó người ta không có làm, người ta không có làm. Nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài là một cái vị tướng quân của chánh pháp, nhưng mà những cái điều đó ngài đều làm hết, ngài đều làm hết. Và chúng ta biết rằng ngài làm với một cái tâm, với một cái tâm từ, ngài làm với những cái hành động mà vì tăng chúng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong kinh có mô tả lại là ngài làm để chi, để lỡ có ai đến nhất là ngoại đạo, nhất là ngoại đạo, người ta đến người ta không có xem thường, người ta không có xem thường các vị sa môn thích tử, các vị đệ tử của Đức Phật sống bề bộn hoặc là không có gọn gàng, không có sạch sẽ đó. Thì quý vị thấy rằng đó là cái ngài làm với cái tư tưởng đó, với cái tâm niệm đó, chứ không phải là ngài làm để cho một cái ai đó khen hoặc là một cái điều gì hết. Ngài không có những cái tâm đó. Còn đối với ngược lại mà mình sống mà không có thân nghiệp từ là như thế nào? Đây chúng tôi kể cái câu chuyện cho quý vị vui vui, nhưng mà có thật quý vị, có thật. Cũng như lần đó một người người ta lao cái chánh điện, người ta lao cái chánh điện rồi, nhưng mà vừa lao đó người ta vừa lầm bầm, người ta nói cái công đức tôi lao chánh điện này mong cho những ai mà
đi ngang qua đây á, là coi như là sớm sớm, sớm sớm là coi như là niết bàn hết đi. Đó, sớm sớm là về Tây Phương Cực Lạc hết đi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này á, không phải là người ta mong cho chúng sanh mà bước vô ở trong cái chánh điện này là mau về Tây Phương hoặc là niết bàn gì hết á. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái chỗ của người ta lao chánh điện, mình cứ đi qua đi lại hoài à. À, mình dậm nó bẫy hết, à, nó lấy bẫy, có nghĩa là nó dơ cái chánh điện của người ta lao chưa có khô. À, mà những người này cứ đi tới đi lui, à, đi xuôi đi ngược hoài. Thành ra người ta làm với một cái tâm người ta giận, à, người ta làm với một cái tâm người ta giận. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta làm những cái công việc đó đó, người ta làm với một cái hành động, ví dụ như nó hơi cọc cằn, nó hơi cọc cằn. Điều này thì chúng tôi thật ra đó là chúng tôi đã từng thấy cái sự việc này nó xảy ra rồi. Cũng như lần đó khi mà chúng tôi ở bên một cái trường thiền Quách Răng Bên của ngài Ajahn Suphan, thì trong cái thời gian đầu đi qua bên đó đó, không có biết tiếng Thái, rồi không có biết tiếng Anh, rồi xong rồi được những cái vị bên tôn giáo bạn người ta hướng dẫn, người ta hướng dẫn. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi và một vị nữa mới ngồi một cái bàn, ngồi ở chỗ cái bàn đó. Thì mỗi lần mà người ta bưng đồ ra đó, người ta dọn đồ ra đó, thì quý vị biết rằng người ta để những cái chén hoặc là những đĩa đó xuống bàn đó, mình ta để cái cành. Mỗi lần ta để cái gì cũng để cái cành xuống vậy hết. Thì chúng tôi mới thấy không biết làm sao mà nói là cái xứ Quốc giáo mà những người này người ta tiếp khách nó lạ quá, nó lạ quá, mình nhìn như là cọc cằn quá đến nỗi mà mình run, đến nỗi mà mình run mình sợ quý vị. Thì vài ngày sau đó mình mới tìm hiểu ra đó là mình mặc cái chiếc y như vậy mà mình lại ngồi cái bàn đó, là cái bàn mà mình yêu cầu ăn chay, mình yêu cầu là người ta phải bưng đồ chay cho mình làm mà mình ăn. Thành ra những cái người phục vụ á quý vị, những cái người phục vụ á, người ta cũng như là người ta bực mình, người ta nói rằng là cái chỗ mình muốn ăn chay, mình đi tìm cái chỗ nào mình lỡ đó mình ăn đi, còn lỡ cái chỗ cái trường thiền của người ta đã phục vụ những vị hành giả đã mệt rồi, bây giờ người ta phải phục vụ thêm cho mình nữa. Có nghĩa là tại vì do mình là khách mà mình lỡ mình ngồi nhầm cái bàn mà yêu cầu như vậy đó. Đó, thành ra vậy thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra đó để cho chúng ta biết rằng là chúng ta làm như thế nào á thì được gọi là thân nghiệp từ, mà làm như thế nào á mà được gọi là không phải là thân nghiệp từ. Có nghĩa là những cái hành động của chúng ta, chúng ta làm với cái tâm mát mẻ, hoặc là chúng ta làm với cái tâm mà có cái sự hòa đồng, có cái sự hòa khí, thì như vậy á là chúng ta làm việc bằng thân nghiệp từ. Cũng như bây giờ chúng ta quét dọn đi, chúng ta quét dọn chánh điện, hoặc là chúng ta quét dọn sân chùa, thì chúng ta quét dọn để chi? Để cho mọi người đến người ta nhìn thấy cái chỗ này là người ta muốn tu nè, thấy cái chỗ này là người ta muốn vô người ta hành thiền nè, thấy cái chỗ này là người ta muốn vô người ta tụng kinh nè, thấy chỗ này là người ta muốn vô người ta để mà người ta tu tập nè. Đó, thì mình làm với cái tâm như vậy, mình làm với một cái tâm như vậy á, thì người ta ở đây á, thì thật sự ra đó, thì nếu mà nói cho kỹ lại á, là mình có thân nghiệp từ đối với mọi người hết, đối với tất cả hết. Tại sao mà chúng tôi nói là thân nghiệp từ đối với tất cả quý vị? Thì người ta đi chùa, người ta là ai? Người ta thì ở trong đó cũng có nam, có nữ, có tỳ khu, có sa di, có người này người kia. Thì quý vị thấy rằng chúng ta làm là chúng ta quét dọn sân chùa để người ta đến, người ta nhìn, người ta thấy hoan hỷ. Vậy thì người ta là ai? Người ta là ai? Người ta ở đây là tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Thành ra đó quý vị thấy rằng nằm ở trong cái thời gian này, chúng tôi nghe có nhiều vị là giảng là cái phước báo mà mình cúng dường, cái phước báo mà khi mà chúng ta làm một cái cây cầu, hay là chúng ta
làm một cái đoạn đường đi đi. Mà tại sao mà cái công đức nó vô lượng? À, tại sao cái công đức nó vô lượng quý vị? Là tại vì cái cây cầu đó đó và cái con đường đó đó thì tất cả mọi người đều đi qua được, mình không có phân biệt. Ví dụ như người Nhật, người Campuchia, người Thái Lan, người Việt Nam, người Hà Nội, người trong Sài Gòn, người trong miền Tây đều đi qua cây cầu đó hết. À, mình không có cái sự mà cũng như là giới hạn hoặc là cái con đường đó, tất cả mọi người đều đi qua hết. Mà đối với cái thời gian cũng không giới hạn, dân tộc cũng không giới hạn, rồi cái đất nước cũng không giới hạn. Thành ra do vậy đó mà khi mà chúng ta có cái sự mà xây cầu hoặc là chúng ta làm đường thì cái phước báo nó là vô lượng cái chỗ đó, đó. Thì thật sự ra hồi trước giờ đó chúng ta cũng biết rằng mình xây một cái cây cầu hoặc là mình làm một cái con đường đi, mình cũng biết cái đó là cái phước báo, cái phước báo rất là nhiều. Nhưng mà mình không có biết tại sao mà phước báo nó nhiều hết. Thì ngày hôm nay á, mình đọc nhiều trong kinh điển thì có một số bài kinh, một số cái vị trưởng lão ở trong cái thời này á, các vị chú giải cho mình biết được á, là những cái con đường đó, những cái cây cầu đó là chúng ta làm, nó bảo đảm cái sự an toàn. Thì an toàn cho ai? An toàn cho tất cả mọi người. Chúng ta không có giới hạn là cái cây cầu này tôi làm là chỉ có người Việt Nam đi thôi nha, hoặc là có người miền Tây đi thôi nha, hoặc là chỉ có người Sài Gòn đi thôi, ngoài ra những người khác là không có được đi. Thì mình không có bao giờ mình giới hạn đó hết. Rồi có bao giờ mình giới hạn về thời gian? Bây giờ tôi cho đi chỉ cho đi ban ngày thôi nha, hoặc là tôi cho đi từ bây giờ là tới 5 năm nữa thôi, còn 5 năm sau là để mình gia đình tôi đi. Đó mình hình ảnh đó. Mà quý vị thấy rằng khi mà mình tạo, mình làm một cái cây cầu hay là một cái đường đi gì đó mà nó có cái sự an toàn, mà nó có sự bảo đảm, thì coi như là cái phước báo nó vô lượng là như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng những cái điều này đó, các vị thánh nhân ngày xưa có làm không? Có. Bồ Tát của chúng ta đó, Đức Phật của chúng ta đó, trong cái kiếp mà Ngài làm Bồ Tát đó, quý vị thấy khi mà Ngài thấy cái xá lợi của Đức Phật ở trong quá khứ thờ ngay đó, rồi Ngài đến đó, Ngài dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi những cái cát mà nó mịn mà nó im chân, rồi Ngài rải lên để cho mọi người, người ta có đến, người ta đi nhiễu quanh ba vòng ở cái chỗ thờ xá lợi của Đức Phật, để cho được im chân. Chính vì vậy đó mà ở trong cái thời hiện tại đó, mà quý vị thấy rằng cái lúc mà thành Vesali á, mà thỉnh Đức Phật từ Ra Chán Á Há mà qua thành Vesali để mà lúc mà Đức Vua mà thỉnh qua mà có cái vấn đề mà là tai nạn nạn cái người chết do bão lụt rồi bệnh tật rồi phi nhơn quấy nhiễu đó, thì quý vị thấy rằng khi đó Đức Phật của chúng ta đó, Ngài đi đến đâu á là coi như là hoa trời đều rơi xuống đến nỗi mà đầy ở trên cái mặt đường, cái chỗ mà đi là như vậy. Thì có những vị tỳ khu á là tưởng rằng là do thần thông của Đức Phật, nhưng mà Đức Phật thiết lại là không phải, là do cái phước, do cái thước, cái phước ở trong quá khứ cũng đã tạo rồi. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó bằng thân nghiệp từ, là chúng ta làm với để cho mọi người được hưởng cái sự an lạc, dù lúc đó chúng ta làm chỉ có một mình chúng ta biết, hoặc là các vị đó đã ngủ rồi, hoặc là đã đi khất thực rồi, hoặc là đã đi công việc rồi, thì chúng ta vẫn làm với một cái tâm cho tất cả mọi người được an vui. Thành ra như vậy gọi là một người mà có thân nghiệp từ. Rồi thứ hai, khẩu nghiệp từ, metta vacchikamma, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái lời nói của mình đối với các bạn đồng phạm hạnh, có an trú tâm từ, không có hận, không có sân, dù trước mặt hay là sau lưng. Trước mặt mình cũng nói với cái tâm từ, mà sau lưng mình cũng nói với tâm từ. Cũng như quý vị thấy rằng đối với tín nữ quý sa,
À, khi mà cúng dường các vị tỳ kheo, các vị sa di rồi, các vị không nhận nữa à, tín nữ Visakha ở trong quá khứ. À, nó bạch đại đức dùng thêm miếng nữa đi. À, sư sư dùng thêm miếng nữa đi. À, con cúng dường đến này. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với ngày xưa à, những cái vị cư sĩ người ta cúng dường à, cho các vị tỳ kheo, rồi đến phân nửa đó các vị tỳ kheo úp bát à, có nghĩa là không nhận nữa đó, thì những người cư sĩ nó bạch đại đức, đại đức hãy tế độ cho con đời này và đời sau đó. Thì quý vị thấy rằng đối với à, khẩu nghiệp từ là luôn luôn mình có những cái lời nói mà nó có mà vô tham vô sân ở trong đó à, và nếu mà mình mà có cái sự hiểu biết nữa thì nó có vô si, có nghĩa là có cái trí tuệ à, đến mà dù cho cái người đó là cái người như thế nào đối với người ta đó à, người ta lớn hơn mình à, thì mình có cái sự kính mến à, người ta. Còn đối với cái người đó mà nhỏ hơn mình có cái sự thương tưởng à, thương tưởng đến người đó. Thành ra đó à, ngày hôm qua chúng tôi à, thuyết pháp ở Kỳ Viên chúng tôi cũng nói nữa, đối với những cái quý vị thấy rằng á, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy khi mà quý vị cúng dường, quý vị đều có cái sự tác bạch à, kính bạch chư đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo và cũng được hiệp theo lẽ đạo, có nghĩa là những cái thực phẩm này á, là mình làm với một cái sự chân chánh mà tạo ra mình có được rồi hiệp theo à, cũng được hiệp theo lẽ đạo, có nghĩa là do mình có cái tâm à, có cái niềm tin, hoặc là do mình có cái gọi mình dâng cúng cho chư tăng, chứ không phải là do các vị à, nói gợi ý hay là một cái cách gì đó mà mình cúng dường. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta cúng dường là có phước rồi à, chúng ta có cái phước cúng dường rồi, rồi nhờ cái tác bạch nhé à, nhờ cái lời nói à, cái sự tác bạch của mình à, rõ ràng với một cái tâm từ à, như vậy, thì thành ra quý vị thấy rằng khi mà tạo những cái phước đó đó, chúng ta vừa được à, cái phước là chúng ta có vật chất mà ở trong à, những cái đời sống sau, vừa có tài sản mà vừa có cái sự xinh đẹp à, vừa có cái đức độ đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với nếu mà trong đời sống tu tập này mình mà tu tập một pháp á, mà mình khéo á, thì nó có nhiều cái tác dụng à, nó có nhiều cái tác dụng nó đến với mình, có nghĩa là nó có nhiều cái quả lành à, nó trổ à, do một này đó. Thành ra chúng ta phải à, đối xử với nhau bằng khẩu nghiệp từ ta quá trình à, dù cho ở trước mặt hoặc là ở sau lưng à, mình cũng như vậy đó. Thành ra đó, quý vị chúng tôi ha, thật sự ra đó à, à, nói về những cái pháp này chúng tôi cảm thấy rất hay quý vị à, rất là hay, nhưng mà sao có nhiều người người ta không có, người ta không có sử dụng à, người ta không chịu à, sử dụng cái pháp này. Quý Phật tử Hoa Kỳ chờ đợi trục chi lắc. Có lẽ là đại đức Phật tử đang bị gián đoạn được chuyện. Khi đó lúc này thưa quý vị, vì lý do gì đó internet của chư tăng đôi khi bị trục trặc các. Chúng ta thường gặp như vậy không phải một nơi. Hôm trước thì tôi xưa nói rằng internet bên Mỹ bây giờ nó không tốt như internet Việt Nam, nhưng mà thật ra mấy hôm nay như là chư tăng Việt Nam, chư tăng Mỹ đều gặp giống nhau, có lẽ là tại podcast chứ không phải tại internet. Chúng tôi cũng biết tại sao, nhưng mà bị gián đoạn rất là thương. À, quý vị quan hệ khi nhận chờ đợi trong di lát. À, thưa quý vị, lát nữa sau khi mà tại đây Phật tính thuyết giảng xong bài học này,
Thì mặc dù đây là một đề tài tương đối là dễ hiểu, nhưng mà có nhiều điều mà chúng ta cần so sánh giữa Pháp Luật Hòa ở trong tạng Pali và ở trong tạng Chữ Hán. Nó cũng là một điểm rất là thú vị thưa quý vị. Ở đây thì nó cũng có một số cái khía cạnh khác mà chúng ta rất là cần để chúng ta đang cố gắng để tiếp lời cho Đại Đức Phật Tính. Hy vọng rằng lát nữa Đại Đức Phật Tính vào được thì chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Phật Tính tiếp tục. Nói về thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa đó, thì chúng ta dễ nhầm lẫn là tại sao đã có tâm từ rồi thì chỉ cần ý nghiệp từ hòa, chứ cần gì mà nói đến thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa. Thưa quý vị, có sống trong chư tăng và chúng ta có áp dụng một cách thực tế thì mình mới thấy được là cũng người sống bằng tâm từ, sống bằng sự thân thiện, sống bằng thiện chí, nhưng mà thân khẩu ý thì có khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như khi cái thân nghiệp từ hòa đó, cách mình ngồi, cách mình ăn uống, cách mình sinh hoạt đó, nó không có làm phiền đến người khác, và chúng ta có cái gọi là quan tâm đến vị khác. Có nhiều người thưa quý vị, đời sống thì không phải là họ không tốt, nhưng mà họ thiếu cái sự quan tâm về cái an lạc của mọi người. Chúng tôi nhớ rằng có một lần có một vị trưởng lão, vị dạy rằng ở trong một cái xã hội hay là trong một cái nơi mà người ta sống, mà mỗi người có nghĩ với nhau quan tâm đó, thì ngay cả khi mình đi đó, mình cũng cố gắng mình đi nhẹ nhàng. Một cái chuyện mà mình đi mà tạo ra tiếng ồn nhiều thì nhiều khi mình nghĩ rằng cái tiếng ồn đó là vô hại mà đi có gì đâu, nhưng mà rồi có nhiều khi có những người đang hành thiền, có những người đang đang cần sự yên tĩnh như họ đang ngủ chẳng hạn, mà mình đi tạo cái tiếng động, về tiếng động nặng nề đó, thì đó làm quấy rầy người ta. Thật ra nếu mà mình có cái thân nghiệp từ đó thì mình đi cũng sẽ nhẹ nhàng. Thậm chí là trong cái thân nghiệp từ cũng phải kể là khi mình sử dụng nhà vệ sinh mà mình định đi trước và mình giữ về nhà vệ sinh sạch sẽ đó cho những người đi sau, cái đó cũng là một thứ thân nghiệp từ. Chúng tôi thấy đây được phát tính vào rồi. Quý Phật tử, chờ chút xíu nha. Thấy đây thì Pháp Tính cứ on or off, có lẽ là đường truyền là không có được mạnh thưa quý vị. Chúng tôi cứ nói tạm thời, trước khi nào để đưa Pháp Tính trở vào thì chúng tôi sẽ nhường lại. Khi mà mình nói đến thân nghiệp từ đó, thỉnh thoảng ngay cả thưa quý vị, trong một vài cái quốc gia mà người ta lên trên xe bus, họ thấy những người lớn tuổi hay phụ nữ mang thai họ cũng đứng dậy họ nhường.
đi đâu mình sống ở trong cộng đồng tăng chúng đó, mà mình thấy có sự có mặt của các vị trưởng lão, những vị tăng bị bệnh, bị yếu đó, mà mình nhường cho chỗ ngồi, nhường cho chỗ nằm, cái đó nó cũng là một cái biểu thị của thân nghiệp từ. Phật giả, thứ thì ở trong cuộc sống của chúng ta mà cái một cái ghế, ví dụ chúng tôi sống ở trong chùa, cái ghế mà mình ngồi ở sân đó, mình ngồi xong rồi mình đem cất đi, mình cất đi, tại vì mình nghĩ rằng cái ghế này nếu mình bỏ ngoài mưa ngoài nắng thì nó sẽ hư, cho những vì sao không có xài được. Hay hoặc giả là mình để bừa bãi, để ghế bừa bãi, những vị tăng sắc khác sẽ phải dọn dẹp, hay là mình xả rác, những vị khác họ phải dọn đi, thì mình nghĩ mình không làm cái đó cũng là gọi là thân nghiệp từ. Cái thân nghiệp từ thì có hàng trăm thứ, có rất là nhiều thứ, nhưng mà ở trong tiếng Anh họ có chữ là being considerate. Being considerate tức là mình sống đó, mình có quan tâm, mình có nghĩ tới, mình có nghĩ tới thì là cuộc sống mình có làm phiền người khác hay không, cuộc sống mình làm phiền người khác, mình không làm phiền người khác vì cái chuyện nó không có đáng, nếu mà thứ vị một cái việc gì đó mình làm nó mình gây ra cái phiền hà cho người khác, ví dụ như mình mở đèn mở điện mình để đó mình không chịu tắt cho nó đúng đúng thời đúng cách, hay hoặc giả là mình làm đổ nước mà người ta đi mình thấy cái sàn nhà nó ướt, mình nghĩ đến có thể là một vị nào đó họ, khi sàn nhà ướt nó sẽ bị họ bị trật té đi, họ bị trật té rồi mình từ cách mình lau khô cái sàn nhà, hay là mình để cái bảng gì cho ta lưỡi, cái cũng là thân nghiệp từ. Nói tóm lại là một khi mà mình sống có quan tâm đến người khác thì chúng ta sẽ không có làm phiền người khác về nhiều thứ. Chúng tôi đặc biệt là thấy trong những cái xã hội mà gọi là văn minh thì người ta thường ở trong trong cái khu nhà gọi là khu dân cư, người ta thường là im lặng nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ mở nhạc lớn, mình mở nhạc thì mình vui, nhưng mà hàng xóm họ cần nghỉ ngơi mà mình mở nhạc mà mở nhạc lớn thì làm phiền họ. Còn những cái khu, những cái nơi mà người ta thiếu giáo dục, thiếu trình độ ý đó, thứ vì cái rác họ quăng ngoài đường hay là âm thanh họ mở lớn, họ không có nghĩ. Rồi mình sống chung những người đó, đôi khi nó mình thấy một điều là họ cũng quan tâm đến những người xung quanh, chỉ biết có mình thôi. Cái gọi là chỉ biết có chuyện của mình làm cái gì mình thích đó, thì cái đó là thiếu thân nghiệp từ. Và mình trong cái sinh hoạt của mình có nghĩ đến những người, thí dụ chúng tôi nói là sử dụng nhà vệ sinh thì mình nghĩ đến người đến sau. Đến sau họ bước vào trong đó họ thấy dơ dáy, họ khó chịu thì họ mình không làm cái đó. Hay hoặc giả là cái việc đi đứng sinh hoạt của mình làm phiền người khác thì mình sẽ không làm. Cái đó thuộc về thân nghiệp từ. Về khẩu nghiệp từ đó là mình sống ở đâu mình nên nhớ là cái lời nói, cách biểu đạt mình rất là quan trọng. Đôi khi mình nghĩ là cái lời nói nó gọi là vô thưởng vô phạt không có gì, nhưng mà nó thường tạo ra rất là nhiều những cái phiền hà. Phiền hà. Chúng tôi ví dụ là một chuyện mà hay làm mất lòng anh em với nhau, tức là những cái lời nói sau lưng. Lời nói sau lưng là khi mình rảnh không có chuyện gì nói thì mình đem cái chuyện, cái tật xấu người này, chuyện người kia ra, mình nói như là phiếm luận khôi hài, nói cho vui. Nhưng mà nếu cái chuyện nó lọt vào tai người thì nó sanh ra những cái chuyện phiền. Chúng tôi có quen với một cái cô tu nữ. Cô này thật ra cũng có thiện chí lắm, cô cũng tốt, nghĩa là cô cũng lo việc tam bảo. Nhưng mà cô có cái tật là cô rất là thích nói những cái chuyện mà gọi là cái tật, cái tính, cái chướng của bị người này người kia. Rồi cái lời nói của từ tay cô A qua cô B, rồi cô B qua rồi cô C nói lại cho cái vị sư khác, rồi vị sư khác nghe vậy rất là phiền não. Rất là phiền não. Mặc dù cái cô này cũng kể chuyện rồi, thì cái tính của cô thích nói chuyện thôi. Thì cái đó là cách mình nói chuyện mà mình không có nghĩ rằng cái lời nói mình nó sẽ đi về đâu. Bởi vì nhiều khi
trong cái việc mà giao tế đó, người ta nói đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều thì càng lỗi nhiều, và cái lỗi đó nó tạo ra rất là nhiều cái phiền hà cho người này người kia. Chúng ta cũng rất là cần phải tránh. Nếu mà mình có tâm từ, mình tâm từ đôi khi phải đặt câu hỏi rằng những gì mà mình nói, những gì mà mình thảo luận, nó có người ta nghe, người ta có bị cảm thấy bị xúc phạm không, người ta nghe người ta có bị tự ái hay không. Đôi lúc chúng ta nói mà chúng ta không có suy nghĩ. Thật ra thưa quý vị, nó phải là chuyện đơn giản đâu. Dạ, nó phải đơn giản. Cái lời nói của chúng ta mà không khéo một chút ấy, dạ, chúng ta không có tâm từ, không có suy nghĩ một chút, nó gây tổn thương cho người ta rất là nhiều, ở nơi công cộng mà trước mặt hay sau lưng của vậy. Và vì vậy ngày xưa mà các vị tu tập thì các ngài nói đến thân nghiệp từ là thường, là nếu cần thiết thì nói, không cần thiết thì im lặng. Mà cái người nói nhiều, nhất là chúng ta nói về người khác, nó hay sanh ra những cái chuyện này chuyện kia. Bởi vì thời bây giờ là cái thời mà thứ người ta dễ hận thù với nhau, vì cách biểu đạt qua lời nói, qua email, qua viết lách, qua các cái mạng xã hội. Và mạng xã hội thương người thích người kia, ý kiến khác, nó tạo ra rất là nhiều những cái phiền não cho người. Vì vậy nếu mà giả sử mình không nói điều gì lợi ích người khác thì mình im lặng là tốt hơn. Bây giờ chúng ta nói cái ý nghiệp từ hòa, mình nghĩ được thân nghiệp và khẩu nghiệp rồi thì như vậy là đủ rồi. Tại sao phải nói ý nghiệp? Ý nghiệp là cái gì riêng tư ở trong lòng, nhưng mà ý nghiệp từ hòa ở đây đó, nó là một cái chuyện mà đề cập đến chuyện sâu sắc hơn và sâu sắc hơn. Ví dụ như mình sống với anh em, với vị đức, thì mình chỉ luôn mong mỏi là anh em pháp luyện được cái lợi ích, và được cái lợi ích, được cái hạnh phúc. Chúng tôi có nói quý vị là như hồi chúng tôi ở gần Hòa Thượng Hồ Giác đó, ngài có thường nhắc một điều, ở bên Mỹ người ta có thông lệ là người ta làm sinh nhật. Bây giờ ở trong chùa Hòa Thượng đó, tới ngày sinh nhật thì người ta làm trụ trì, người ta làm sinh nhật, người ta làm. Nhưng mà một cái sư trẻ hay là một cô tu nữ nhỏ trong chùa không ai nhắc đến, thì vì đôi khi sinh nhật cũng tuổi thân. Thành ra tới khi sinh nhật của vị đó thì ngày nhắc, ngày nắng nhắc, ngày này là hôm đó làm cái gì đó đó để cho vị đó họ được vui là ngày sinh nhật. Thì thứ gì đó là cái gọi là cái ý nghiệp từ hòa, là mình mong cho người đó không có bị tuổi thân. Hay hoặc giả là một cái vị trưởng lão có cái ý nghiệp từ hòa đó, là mong cho những cái vị trẻ đó luôn luôn được tiến thân. Được tiến thân không phải là mình thấy người ta làm được tốt rồi mình ganh tị, mình đố kỵ, mà mình làm sao cho người đó được thăng tiến, được có cơ hội học, được có cơ hội tu, được có cơ hội được thăng tiến. Cái đó gọi là ý nghiệp từ hòa. Hay hoặc giả là trong cái đời sống mình hàng ngày mà mình sống chung với nhau, mình nghĩ làm sao mà cái gì mà mình làm cho người đó được an lạc thì mình luôn luôn làm. Thì cái đó cũng là một thứ ý nghiệp từ hòa. Cái tâm nó rộng, cái tâm có từ ái, cái tâm có lợi lộc. Chúng tôi nói đơn giản một điều là mình thuyết pháp thôi, giờ mình nói chuyện thôi. Nhưng mà mình nói chuyện để mình chứng tỏ ta đây, nó là một chuyện khác. Mình nói chuyện bằng tâm từ, nó là một chuyện khác. Ở trong đó có ngoài cái khẩu nghiệp từ hòa còn ý nghiệp từ hòa nữa. Nhưng cái ý nghiệp từ hòa mà biểu đạt mà gọi là tốt nhất đó, đó là cái ý nghiệp đó luôn luôn tùy hỷ khi người khác được vui, biết xót xa khi người khác bị khổ. Và đồng thời cái ý nghiệp đó từ hòa là luôn mong mỏi cho người khác được an lạc, được thăng tiến, không có đố kỵ. Thật ra khi mà chúng ta nghiệm về cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp từ hòa đó, thấy đôi khi nó trùng trùng với nhau, nhưng mà thực sự nó không trùng đâu, nó rất là khác biệt. Và bây giờ thì chúng tôi thấy Đại Đức Pháp Tính đã trở lại ở trong rung, hy vọng Đại Đức Tính cầm mic được. Nãy giờ thì nói tiếp lời Đại Đức Tính, xin thỉnh Đại Đức Tính Hoàng Kỳ cầm mic thử xem Đại Đức Tính nói chuyện được không. Kính thỉnh Đại Đức Tính.
Xin hỏi đại thiếu tính nghe được không? Nếu đại thiếu tính nghe được, xin thỉnh đại thiếu tính cầm mic tiếp tục chắc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Còn sám hối với Chư Tăng, cáo lỗi với đại chúng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là đó. Hôm nay thì cái bài học này chúng tôi rất là đang hoan hỷ, đang hằng say trong 6 cái pháp này. Mà bây giờ thì một phần là bị Internet nó trục trặc, rồi có một phần thì con kính bạch Chư Tăng có một cái gia đình Phật tử có người cha là ông Xét San, mà nói rằng ông này hồi xưa tu ở chùa Thích Ca Phật Đài, hiện giờ thì đang hấp hối gia đình người ta đến chùa Đức, người ta thỉnh đến thưa quý vị, đường truyền của đại thế pháp tính đó đang gặp trục trặc, quý vị quan hệ chờ đợi trong gì lắm, chúng tôi hy vọng rằng đại thế pháp tính có thể trở lại. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp lời đại thế pháp tính, đó là chúng ta nói lời lộc phân chia đồng đều. Đây là một điểm rất là tế nhị trong cuộc sống mà chúng tôi sống gần các vị trưởng lão, đặc biệt là có hai vị đó là ngài Hòa thượng Dương Nghiêm và ngài Hòa thượng Hộ Giác. Ngài Hòa thượng Dương Nghiêm, ngài có một cái hạnh rất là đặc biệt là mỗi lần Phật tử họ cúng dường, nếu mà có thí dụ như họ cúng một thùng cam mà có đủ cam đưa cho tất cả chư tăng thì ngài dạy đem chia tất cả chư tăng. Nhưng mà giả sử như không đủ thì mình cắt nhỏ ra, còn hoặc giả là có những món mà không thể chia, không thể cắt ra đó, thì thứ vì người làm một việc đó là bốc thăm. Và bốc thăm thì dù là vị trưởng lão lớn hay là một vị sa di nhỏ đó thì cũng được bốc thăm đồng đều, và có nhiều khi ngày trúng phần thì ngày cũng mang về, còn có vị sẽ di được cũng mang về. Cái chuyện mà chia đều hay là chuyện bốc thăm mà ai cũng được bốc thăm được, cái đó là một cái rất là đẹp để nói lên cái lời quà, cái lời lộc được chia đồng đều. Và rồi thưa quý vị, có một điều khác là chúng ta nói là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu ở đây tức là khi mà mình đi vào giới luật đó, thì giới luật có nhiều và có những điểm tế nhị, có những điểm mà nổi bật ở bên ngoài, và có những vị mà chuyên về trì giới. Nhưng mà căn bản đó, và căn bản đó là mỗi vị tu tập đều cần có cái mà chúng ta gọi là sự tương đồng về giới hạnh. Lấy ví dụ như là một cái giới mà người ta rất là cần để sống với nhau, đó là tôn trọng vật sở hữu của nhau. Một vị mà có giới thì không bao giờ lấy xài những đồ của người khác mà không hỏi người khác, hay là hoặc giả là cái đó không phải là của mình mà mình lấy mình xài đi. Và nếu một vị mà sống có giới như vậy đó thì thứ gì tạo ra sự an lạc cho tất cả mọi người. Và không phải một người không, mà mỗi người đồng có
có giới luật thì mới sống chung được. Giới luật mà không đồng rất là khó sống chung. Ngay cả trong kinh mà nói rằng vợ chồng mà sống chung với nhau đó, mà cái giới hạnh không đồng đều đó, thì thật ra nó cũng không có thực sự an lạc. Mà giờ vợ chồng mà có giới hạnh đồng đều đó, thì nó cũng là một sự an lạc. Thì nói chi là đến chư vị xuất gia mà cộng trú. Bởi vì một á, Đức Phật nói 10 cái nguyên nhân mà Ngài ban hành giới luật á, thì ở trong nó tạo nên cái sự an lạc của tăng chúng. Không có điều gì quan trọng cho bằng mình sống chung trong tăng chúng, đi chung một chiếc xe, sống chung chung trong một ngôi chùa, sinh hoạt chung tăng chúng đó. Và cái giới luật của mình nó tương đồng, mình có thể tôn kính với nhau, có thể tin tưởng với nhau, thì điều đó là một điều rất là lợi lạc. Chúng ta nói đến cái kiến hòa, chúng ta nói kiến hòa tức là một sự tương đồng về chánh kiến. Người ta nói rằng cùng cái chí hướng, nhưng mà trong đạo Phật thì cái chánh kiến rất là quan trọng. Ví dụ như một cái vị tăng sĩ xuất gia, thì thưa quý vị, ít nhất là cũng phải có niềm tin ở Tam Bảo, phải có niềm tin ở nhân quả, và cái niềm tin ở Tam Pháp Ấn, vô thường, khổ, vô ngã, có niềm tin ở giáo lý duyên khởi. Và những cái chánh kiến như vậy đó, nó giúp cho ở trong cuộc sống rất là dễ hài hòa đi tới. Quý vị Phật tử đôi khi đừng nghĩ rằng như Thị Tội Tổ Siêu và chú Tư cũng như chư Tăng sinh hoạt với nhau gần 20 năm qua ở trong rung Phật Pháp của Đức Thầm Ma là cái chuyện là quan hệ cá nhân, không phải như vậy đâu. Đồng ý là như chú Tư với Thị Tội Tổ Siêu là cái quan hệ huynh đệ nó lâu dài, nhưng mà tất cả chư Tăng mà sinh hoạt lâu với nhau thì phải có một thứ. Thứ ví dụ như là đồng tôn trọng cái giá trị của Tam Tạng Kinh Điển Pali. Nếu mà chúng tôi nói rằng cái chuyện này đúng, chuyện kia không đúng, thì gọi tôi siêu lấy quan điểm riêng tư nói đúng hay không đúng, thì dựa trên cái tư kỷ cá nhân là không có thể nào mà lâu dài được, mà nó phải dựa trên là tôi siêu cũng tôn trọng Tam Tạng Kinh Điển Pali, và chúng tôi cũng tôn trọng điều đó, và có những cái căn bản nền tảng ở trong cái kiến thức mà mọi người xem rất là chuẩn mực, dù là Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Pháp Tân, Tọa Tự Quyền hay là bất cứ vị nào làm công việc thì mình phải có chuẩn mực. Còn nếu mình nói theo tư ý sao mà nói được. Vì vậy tại sao mà ngày hôm nay đó Phật giáo bị manh mún, bị chia rẽ nhiều, là cái nạn tông phái và cái nạn pháp môn. Nạn pháp môn ở đây chúng tôi nói rằng ai cũng nói mình tu pháp môn này hay, pháp dân cái dở. Nhưng mà nếu mà mình là một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ mà thân thủ, thì mình phải tôn trọng cái kho tàng kinh điển. Mình tôn trọng kho tàng kinh điển ở đây là gì? Đó là Tam Tạng. Đó là Tam Tạng. Và những giáo lý nền tảng như là giáo lý duyên khởi, hay giáo lý nhân quả, hay là cái niềm tin ở Phật Pháp, Pháp Tăng, thế là Phật, thế là Pháp, thế là Tăng, phải có. Có được những cái những cái cơ sở căn bản như vậy đó, thì mới có thể ngồi nhau tu tập đi tới. Và vì vậy đó, thật ra chúng tôi không có ngại cái chuyện mà lợi lộc phát sanh nhiều hay ít, hay là cái thời thế thịnh hay suy. Mà cái mà mình ngại nhất mà làm cho Phật Pháp đi xuống đó, đó là chư Tăng không có chia sẻ niềm tin, không có chia sẻ chung cái chánh kiến, và không có chia sẻ chung cái sự tôn trọng đối với bản kinh điển. Nhất là những vị mà vào tu độ hôm sống mai mà cứ phê bình Tam Tạng thế này, phê bình Tam Tạng thế kia, cứ thử nghĩ, mình cứ thử nghĩ của mình thôi, mà mình không có cùng một cái sự trân quý đối với Tam Tạng kinh điển, thì mình lấy đâu mà nương nhau, mình lấy đâu, tức là giống như ngôi nhà mình đốt mà lấy đâu mà ở. Thì Tam Tạng kinh điển là ngôi nhà chung, thì ngôi nhà đó ăn cái nào rào cái đó, mình phải biết, mình phải học, mình phải biết trân trọng, mình phải biết gìn giữ, thì cái đó chúng ta gọi là phải có cái chánh kiến tương đồng. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng chắc Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Bận không có trở lại được, và cũng chúng ta cũng hết giờ giảng rồi. Do vì chúng tôi muốn làm việc tiếp theo. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ
trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Hy vọng rằng thì tòa thượng sư có mặt ở trước máy. Dạ. Mình xin tòa thượng sư, chúng ta thử làm một cái so sánh ở trong tạng Pali và tạng chữ Hán. Ví dụ như là ở trong tạng chữ Hán thì có cách nói như vậy là lục hòa đó là thân hòa thì đồng trụ hay là đồng trú, tùy theo cái đọc của mình. Khẩu hòa thì vô tránh hay là vô tranh, và ý hòa đồng duyệt, và rồi giới hòa đồng tu, chiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Cái danh sách của bên kệ tạng Pali thì mình nói về thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, và rồi lợi lộc phân chia đồng đều, lợi lộc phát sanh phân chia đồng đều, cùng có giới hạn đều tương đồng về chánh kiến. Thì bây giờ mình thử làm cái so sánh coi, ví dụ như mình nói rằng thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa đó, nó có đẹp, nó có đầy đủ hơn là cách nói mà chúng ta nói thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt không? Dạ, ý hòa đồng duyệt. Ví dụ mình nói ý hòa đồng duyệt tức là cái tâm ý thuận thảo với nhau, thì tâm ý thuận thảo nó có, nếu mình so sánh với cái ý nghiệp từ hòa đó, thì cái nào có nghĩa rộng hơn? Mình biết rằng cái cách viết của chữ Hán đó là cách viết làm cho những pháp này nó mang một cái tính đơn cử, và đơn cử thí dụ như thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh hay là vô tránh, và ý hòa đồng duyệt đó. Nhưng mà dựa trên cái kiến thức của thượng tọa về tam tạng kinh điển và cũng như là một nhà dịch thuật á, thì thượng tọa thấy rằng cái bản liệt kê của tâm của trong Pali tạng và trong Hán tạng á, cái nào là mình thấy cái nghĩa rõ và cái nghĩa hàm súc hơn. Xin kính thỉnh thượng tọa tu sĩ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Nếu thượng tọa hỏi thì chúng tôi phân tích, thì nếu nói rằng là cái nào hàm xúc hơn thì tất nhiên chúng tôi sẽ trả lời là sáu cái pháp hòa kính ở trong Pali hàm xúc hơn, rộng hơn. Mà nếu trả lời như vậy thì quý vị Phật tử sẽ cho rằng là chúng tôi chủ quan, hay nói cách khác là tại vì chúng tôi đứng ở cái góc độ là một vị tu sĩ Nam Tông, là một người trung thành với tạng Pali, thì đương nhiên là phải trả lời như vậy rồi. Quý vị sẽ cho là như thế. Nhưng ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải phân định rõ ràng. Ví dụ như khi nói đến thân hòa đồng trụ, thì ai không biết là khi sống, khi mà một hội chúng sống với nhau á, có hòa thuận thì mới cùng ở chung được, đồng trụ tức là cùng ở chung. Nếu như mà bất hòa đó thì không ở chung được. Họ chỉ nói cái câu mà thân hòa đồng trụ chỉ có chừng ấy thôi, là cho báo cho biết rằng để mà thân hành mà có hòa nhau, cái hành vi có hòa nhau, cách cư xử mà có hòa nhau,
có hòa hợp nhau thì mới ở chung nhau được, nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ hòa hòa như thế nào đây? Cái đó đó mới là cái vấn đề để chúng ta thấy rõ là Đức Phật là chỉ tuyên bố rằng là khi mà vị tỳ kheo sống chung với một hội chúng thì trước mặt hay sau lưng thì vị đó là sa đà tăng cai tâm tăng sa đà tín, vị đó sống với thân nghiệp tử, trú trong cái thân nghiệp tử, làm mỗi một cái cư xử, một cái hành vi, một cái cử chỉ nó đều được thể hiện qua cái tâm từ. Tâm từ ở đây metta là mát mẻ, không hận không sân, adusa. Như vậy chúng ta thấy rằng là nhất cử nhất động làm cái gì chúng ta cũng phải có cái sự đi đến cái sự an vui cho người khác. Sống ở gần người vị chúng ta tôn trọng, chúng ta không có hành động làm cho người ta khó chịu, như là chúng ta đi mạnh chân tạo ra cái tiếng động ồn ào, hay là chúng ta kéo bàn kéo ghế, hoặc là cầm đi ấp mũ chém, chúng ta cầm nhẹ nhàng, chúng ta nghĩ rằng mong cho các vị bạn đồng phạm hạnh của chúng ta không có bị dao động bởi việc tiếng ồn do ta làm, để các vị có sự an vui yên tâm trong cái lúc mà hành thiền hoặc là đọc sách trong vân vân. Thì như vậy rõ ràng là cái câu mà Đức Phật đã dạy là vị tỳ kheo trú với thân nghiệp từ đó, là cái câu đó là Đức Phật đã dạy cái cách hành xử để đưa đến thân quả, đưa đến thân quả. Cho nên khi mà nói đến cái pháp lục hòa mà trong cái tiếng, trong cái điển Pali đó, là Đức Phật này nói đến cái nhân và cái câu mà nói rằng là thân quả đồng trụ là chỉ mới nói đến cái quả, mà cái quả thì làm sao mà chúng ta biết đường đâu chúng ta sửa, chúng ta hãy chỉnh tu chỉnh về cái nhân, tức là chúng ta muốn cho có hòa hợp thì mỗi một người làm hay là nói hay là tưởng suy tư đều an trú trong cái tâm từ cả. Metta sahagata kaya kammang viharati, metta sahagata vacchi kammang viharati, metta sahagata manu kammang viharati, tức là an trú thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ. Có như vậy đó thì tự nhiên là thân mới hòa được, khẩu mới hòa được, ý mới hòa được. Vì có an trú với tâm từ, hành động bằng tâm từ, nói bằng tâm từ, suy nghĩ bằng tâm từ, có như vậy thì mới là thân hòa đồng trụ được, mới là khẩu hòa vô tranh được. Bởi vì có tâm từ mát mẻ thì mình không có nghĩ đến cái chuyện mà phải tranh cãi, cãi vã làm chi, binh khí miệng lưỡi nhau làm chi. Rồi nhờ khi mà mình có cái trú ở trong ý nghiệp từ đó, thì lúc bây giờ ý hòa đồng duyệt, tức là khi mà sống chung nhau thì mọi người có sự quan hỷ với nhau. Duyệt ở đây tức là vui, là quan hỷ. Thì như vậy đó, bao nhiêu đó chúng ta suy xét, chúng ta thấy rằng là cái lời mà Đức Phật đã dạy trong cái điển Pali đó thì ý nghĩa rộng hơn, bao trùm hơn, hàm xúc hơn.
và chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta tu tập thực hành. Còn bây giờ nếu mà khuyên là hãy thân giữ thân hòa đồng trụ, bây giờ mình biết sao đây, mỗi người mỗi tánh, làm sao mà giữ thân hòa để sống chung nhau, làm sao mà giữ cái khẩu hòa đừng có tranh luận với nhau. Tất cả đều là do tâm. Nếu như có tâm từ với nhau nữa, thì lúc bây giờ thân mới hòa, khẩu mới hòa, ý mới hòa được. Cho nên ở đây chứ tôi xin trả lời cái câu hỏi mà thầy Tổ Giáo Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú kích trưng thì tổ thầy siêu bạch ngày hôm nay trong cái tổ chức giáo dục thanh thiếu niên của Phật giáo là gia đình Phật tử thì sáu pháp luật hòa được dạy rất là phổ thông, và cũng dạy nên áp dụng sáu luật pháp luật hòa. Nhưng mà thí dụ mình nói trong pháp sáu pháp luật hòa có pháp là kiến hòa hay là lợi hòa đó, thì nếu không sống trong một cộng đồng xuất gia thì có áp dụng được không? Như vậy là phải chăng là sáu pháp luật hòa này được đặc biệt chỉ cho cái sáu pháp hòa kính giữa những hàng xuất gia hơn là sáu pháp mang lại cái sự đoàn kết cho tất cả mọi người, có đúng như vậy không? Xin Thượng Tọa Hoan Nghi trở lại. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Thầy Thượng Tọa, kính thưa quý Phật tử. Ở đây trước hết là chúng ta nên xét qua sáu cái pháp luật hòa này. Sáu cái pháp hòa kính này nữa, ba pháp đầu là nói về tâm từ. Dầu cho một cái cộng đồng bậc xuất gia hay là một cộng đồng của người tại gia cư sĩ, nếu xử sự với nhau qua cái hành vi lời nói và cái tư tưởng bằng tâm từ thì đương nhiên sẽ đem đến một cái sự an vui, một cái sự mát mẻ cho nhau. Mà Đức Phật là người Sarniya, tức là khả niệm. Khả niệm tức là nhớ về nhau. Đúng ra cái chữ Sarniya nó cũng giống như chữ souvenir vậy đó. Souvenir tức là cái kỷ niệm, tức là chúng ta sống như thế nào để chúng ta có những kỷ niệm về nhau, tức là những cái sự nhớ nhau bằng cái thân niệm từ, khẩu niệm từ, ý niệm từ. Như vậy thì người cư sĩ vẫn làm được. Còn cái vấn đề mà lợi đồng phân thì ở đây thưa quý vị, không phải chỉ riêng bậc xuất gia mới là áp dụng cái lợi hòa đồng quân, mà ở đây người tại gia cư sĩ, thí dụ như chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng, một cái tập thể, hay nói cách khác hơn là khi chúng ta sống ở trong một ở trong nhà, rồi trong nhà chúng ta có nhiều người, hoặc là chúng ta mở là ở cái công ty làm chủ của giám đốc của công ty, thì lúc bây giờ Đức Phật này cũng vẫn dạy ở trong cái bài kinh Singalu Wada, tức là bài kinh mà giáo giới ra hồi là Singala thì cái là việc đó. Thì ở đó người chủ mà đối với người giúp việc đó, thì có cái sự phân chia, là chia sớt những cái món ngon vật lạ vân vân. Thì như vậy rõ ràng là đối với người cư sĩ, Đức Phật này cũng
nói đến cái pháp mà lợi đồng thân, hoặc là như bạn bè đối xử với nhau, thì Đức Phật này có dạy cái pháp gọi là tứ nhiếp pháp sa đà. Thì đầu tiên là Đức Phật là dạy đa na sa đà, tức là nhiếp pháp bố thí, tức là mình có cái sự cho tặng. Nếu như mà mình có cái gì mà mình cũng bo cất giữ đó, hoặc giả là như mình chơi với bạn bè, người ta mời mình đi uống cà phê, mời mình đi ăn sáng, mời mình bữa ăn cơm trưa, thì hễ mà mình ăn cái bữa ăn do bạn bè nó mời, thì mai mốt mình cũng phải kiếm cái dịp để mà mình cho người khác ăn lại. Chớ không thể nào của mình thì bo mà của người ta lấy mo mà hốt. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải có cái sự phân chia lợi lộc cùng nhau để cộng hưởng, gọi là Sadharana Bhogi, Sadharana Bhogi. Rồi nếu mà nói về kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, bây giờ chúng ta nói nếu mà người cư sĩ đó là một người cận sự nam hay cận sự nữ trong cái hội chúng người cư sĩ đó, khi mà đi vào trong chùa là thành viên ở trong cái cộng đồng cư sĩ đệ tử của Đức Phật, đệ tử tại gia, thì ai cũng giữ năm giới cả, thì như vậy sẽ hợp với nhau. Bởi vì khi về đến chùa chỗ đông đảo như vậy đó, không có người này giữ giới, người kia không giữ giới, rồi cái người kia bỏ sơ hở cái túi sách hay là tiền bạc rơi rớt, rồi họ lén mà lấy trộm vân vân, thì làm như vậy nó sẽ mất đi cái lòng tin với nhau, thì như vậy sẽ cái hội chúng này nó sẽ không có hòa hợp với nhau. Cho nên ở đây nếu mà người cư sĩ là những người đã quy y Tam Bảo thì cái giới và đồng tu là phải đồng giữ ngũ giới hay là đồng giữ bát quan trên giới, thì như vậy mới được. Ngày xưa thưa quý vị, thời Đức Phật đó, ví dụ như ở những ngày trai giới thì nhà tư gia cũng có phụ độc, hay là tư gia cũng chỉ năm những chị năm khác cái ngày bát quan trai giới. Nếu như mà chỉ có ông giữ bát quan trai giới hay bà giữ bát quan trai giới, hay là con cái trong gia đình, nhưng mà người làm công giúp việc mà không giải cho họ giữ giới, thì như vậy ở trong gia đình nó cũng phiền toái lắm. Là tại vì thế này, ví dụ ngày bát quan trai giới mình thì mình ở không, mình lo hành thiền, nhưng mà những người giúp việc thì cũng phải bắt cơ hội đi làm vậy, rồi phải cho ăn uống, nó làm phiền đến nhà bếp lắm. Do đó cho nên khi mà đồng giữ giới chung nhau thì ngày đó nó sẽ quan hỷ, sẽ vui hơn. Cho nên người cư sĩ áp dụng cái điều này cũng vẫn được thôi. Còn như những người không biết tu tập, những người không phải là Phật tử, thì họ sống ở đâu họ cũng phải tuân thủ theo cái luật lệ thì nó mới hoài được. Các biết ví dụ như khi mà chúng tôi đi qua Âu Châu hoặc là qua bên Mỹ chẳng hạn, thì chúng tôi được thượng thời gian đẳng dẫn đi đây đi đó, chúng tôi thấy người dân ở cái dân trí họ cao, họ tuân thủ. Nhiều khi đi đến cái chỗ đèn, cái ngã tư hay ngã ba có đèn đỏ, nó để stop dừng lại, thì cho dù rằng ở chỗ đó không có cảnh sát đứng gác đường thì họ cũng dừng lại, mặc dù ở bên kia, cái ngã tư bên kia
không hề có xa hoa, nhưng mà họ tuân thủ, họ dừng lại một chút, chừng nào mà họ cảm thấy không có đó, trong vòng khoảng 3 giây, nếu mà đèn vàng chớp chớp thì họ dừng lại để họ chờ đợi, nếu mà không có khoảng 3-5 giây gì đó rồi họ mới đi. Họ tuân thủ như vậy, do đó cho nên dân trí cao như thế trong cái xã hội nó mới có cái sự hòa hợp nhau, mới vui vẻ được. Còn như ở những cái xứ mà nó dân trí không có cao, người thì tuân thủ về luật lệ như luật giao thông được chẳng hạn, còn những người thì họ ẩu tả, họ không có tuân thủ, họ đi ngang cái họ thấy ở bên kia mà không có không chưa có xe qua lại, họ cố gắng họ vươn cái nó họ chạy qua, thế là phải bên kia là cảnh sát giao thông cứ thổi chặn lại để mình phạt, mà phạt tiền thôi thưa quý vị, mai mốt cũng chức nào thật đó thôi. Cho nên nếu mà đối với cái người dân thường ở ngoài đó thì cái sự tuân thủ luật lệ cái đó nó cũng tạo cho cái xã hội lành mạnh, có cái sự hòa thuận hòa hợp với nhau, có sự hòa hợp với nhau. Còn nếu như là một người cư sĩ ở quê Tam Bảo thì cái sự hòa hợp với nhau là nhờ có giới độc nhau. Cho nên người cư sĩ chúng ta vẫn áp dụng cái điều thứ năm này được cái gì. Còn cái chiến hòa đồng giải thì ở đây nếu là một người cư sĩ tu tập ở trong giáo pháp này thì chúng ta phải có cái chính kiến đồng nhau, chúng ta phải hiểu rõ lời Đức Phật dạy, các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã, hiểu biết giống nhau. Rồi người nào cũng tin vào cái lý trị báo nhân quả giống nhau thì như vậy thì nó sẽ không có bất hòa. Còn khi mà người cư sĩ vô trong chùa không có chịu nghe pháp, không có chịu học hiểu, có người thì tin ngày giờ tốt xấu, có người tin vui toan, có người thì họ tin sao hạn, rồi họ bài vẽ ra cái này cái hình thức này thức kia, mà cái đó nó không phải là lời dạy của Đức Phật thì như vậy sẽ không sống hòa hợp với nhau. Các vị đừng nghĩ rằng là cái người chánh kiến hợp với người chánh kiến, người tà kiến cũng hợp với người tà kiến, không phải đâu. Cái người chánh kiến với chánh kiến hợp nhau thì phải rồi, nhưng mà người tà kiến chưa chắc hợp nhau, bởi vì tà kiến nó đa dạng, nó có nhiều loại. Người thiện với người thiện thì có cái sự cởi mở hòa hợp nhau, nhưng mà người ác với người ác thì chưa chắc hòa hợp nhau được. Xã hội đen còn thanh toán với nhau như thường. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là cái chi kiến của người Phật tử chúng ta phải hiểu nhất đúng những cái chi kiến cơ bản mà Đức Thế Tôn đã dạy, như chẳng hạn như về vấn đề chỉ báo hay là vấn đề tam tướng chẳng hạn, thì tam tướng là vô thường vô đông vô ngã, còn lý chỉ báo thì nhân là quả nấy, làm thiện thì được vui và làm ác thì quả khổ, tự mình phải gánh chịu cái hậu quả mà mình đã làm, vân vân. Hiểu biết chung nhau như vậy thì nó sẽ tốt. Còn như đối với cái người ngoài không phải là người Phật tử thì cái họ hòa hợp với nhau như thế nào? Họ hòa hợp với nhau bằng cách là khi họ gặp nhau tối thiểu họ cũng phải giữ cái pháp được gọi là samanatta. Samanatta tức là đồng sự hay là bình đẳng. Đồng sự có nghĩa là ở đây nó có hai nghĩa, samanatta nó có hai nghĩa. Nếu mà nói trên phương diện bình đẳng có nghĩa là mình đừng bao giờ có cái sự kỳ thị, phân biệt, đối xử phân biệt về giai cấp hay là về địa vị xã hội, v.v. Cái đó mình phải giữ bình đẳng. Nhưng mà còn có nghĩa nữa là đồng sự. Đồng sự tức là đừng bao giờ tranh cãi với nhau những cái điểm dị biệt, mà chỉ nói chuyện với nhau đem những cái điểm tương đồng và người đó để mà mình nói chuyện với nhau.
thì như vậy nó sẽ hòa hợp, chứ mà hễ đụng đến cái vấn đề tư tưởng tín ngưỡng hoặc là một cái lập trường chính trị chẳng hạn, thì như vậy thế nào nó cũng cãi với nhau, thế nào cũng bất hòa với nhau. Cho nên cái vấn đề thứ sáu đó thì nó có hai cách. Một là đối với người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ đệ tử Phật đó, thì chúng ta có tránh chi tiết đồng nhau. Còn nếu là người ngoài thì họ áp dụng cái cách là phải có, phải đồng sự, tức là tìm những cái điểm đồng mà nói chuyện với nhau, chứ không có đá động gì đến những cái lập trường chính kiến tương phản với nhau rồi đem ra nói một hồi là cãi lộn. Cho nên ở đây cái cách mà chúng ta tu tập, chúng ta áp dụng được lời của Đức Phật dạy. Sở dĩ ở đây trong cái sáu cái pháp quả kính này mà Đức Phật ngài dạy cho chúng tỳ kheo ở trong bài kinh Đà Bát Niết Bàn cũng có nhắc, thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là vì bối cảnh hiện tại và đối tượng đang ngồi nghe pháp đó là chúng tỳ kheo, cho nên Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo về sáu cái pháp quả kính để sống với nhau, chư tăng sống với nhau có cái sự hòa hợp đoàn kết. Nhưng mà sáu pháp đó không phải là người cư sĩ không thể áp dụng được, mà trái lại người cư sĩ áp dụng được vẫn hay như thường, vẫn hay như thường thôi. Vì thế cho nên chúng ta cần phải hiểu là pháp lục hòa không phải chỉ áp dụng đối với hạ xuất gia, mà áp chúng ta người tại gia cư sĩ vẫn có thể thực hành được chư thiền. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái chân thưa tội thưa sư, mà thưa tội thưa sư xin hỏi câu sau cùng trước khi để thưa tội đi nghỉ đó. Có nhiều người hiểu cái chữ kiến hòa đồng giải đó như là nó giống như chúng ta thường nói là đồng chánh kiến hay là bất đồng chánh kiến, tức là mình có cùng cái một cái đường hướng hay là mình cùng có cái ý thức hệ với nhau, thì cái đó gọi là đồng chánh kiến, bất đồng chánh kiến. Có người hiểu kiến hòa đồng giải đó, đó là cái cuộc sống, cái nhìn của mình là phải đặt sự hòa thuận trên hết. Vậy dĩ nhiên ở đây là chúng ta nói là cái tri kiến có sự tương đồng, nhưng mà có nhiều người nghĩ tri kiến sao tương đồng được, mỗi người tùy theo trình độ, có người trình độ cao, người trình độ thấp, người hiểu thế này, người hiểu thế kia, thì cái kiến hòa đồng giải để hiểu chính xác là hiểu thế nào, xin từ tòa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Ở trong kinh điển lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, khi ngài nói ra thì cái pháp đó nó nhất định là như vậy, không thể hiểu một cách tùy tiện được và không thể suy đoán theo cái cảm nghĩ của kẻ phàm phu chúng ta. Khi nói đến kiến hòa đồng giải thì rõ ràng là ở trong kinh Đức Phật ngài dạy đó, là thành tựu tri kiến cao thượng đúng với sa môn hạnh, tức là đối với những vị sinh đó, tri kiến của những bậc tu hành, cái loại tri kiến bậc thánh, tức là cái loại tri kiến mà theo chân lý, nghĩa là hiểu biết đúng theo chân lý. Ví dụ như Sabbe Sankhara Anicca, Đức Phật tuyên bố các bậc thánh A-la-hán ngài các cũng chấp nhận một điều là các pháp ngũ vi là vô thường, danh sắc là vô thường, ngũ uẩn này là vô thường. Cái đó là cái chánh tri kiến, khổ, vô ngã,
tạo cái thiện nghiệp thì đưa đến quả vui, mà tạo ác nghiệp thì bị quả khổ trong tương lai, chỉ vậy thôi. Thì cái tri kiến đó, đó là tri kiến của một thánh, có khả năng đưa đến giải thoát diệt tận khổ đau. Chứ còn nếu như mà bây giờ nhiều người mà họ suy xét, họ đoán chừng, họ nói là kiến hòa đồng giải, tức là ở đây là có cái sự hòa hợp, nghĩ đến cái sự hòa hợp thì mới dễ dàng chung chung quá. Còn nếu như họ nói rằng mỗi một người có một cái tri kiến khác nhau thì làm sao mà kiến hòa được. Ở đây thưa vị, đương nhiên cuộc đời phàm phu á, là chín người mười ý, làm sao mà hòa nhau được. Nhưng mà nói như vậy là đối với những người mà họ không biết Phật pháp gì, họ không có cái, không có một cái tư duy sâu rộng gì, cho nên họ mới thấy rằng khó có đồng tri kiến. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ là chúng sanh sở dĩ mà tri kiến dễ bất đồng là do cái khuynh hướng hay là cái tùy miên. Kiến tiền miên á, kiến tiền miên tức là cái tà kiến ngủ ngầm của chúng sanh khác, sai khác từ đời quá khứ, nó đã có sự sai khác với nhau rồi, cho nên nhìn cái. Nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ rằng hãy lấy Đức Phật làm chủ nương tựa, làm điểm tựa, Ngài dạy như thế nào chúng ta suy thi đó, và chúng ta công cái thì cái đó, thì như vậy chúng ta có sự đồng nhau. Chúng tôi lấy một cái thí dụ như bây giờ ở trong room này các vị giảng sư, người thì thích trung thành với Trường Bộ Kinh, người thì trung thành với Trung Bộ Kinh, có người trung thành với Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chiều Kinh, người trung thành với luật, người trung thành với pháp, không có ai chịu phục tùng ai. Thì như vậy chắc chắn là sẽ không bao giờ làm việc với nhau lâu năm được. Ở đây thì khác, tức là các vị giảng sư đều có một cái tri kiến là hiểu về pháp hết, cho nên khi mà giải về tạng kinh hay tạng luật thì cũng lấy về pháp ra mà chứng minh. Tức là nói có đầu có đuôi, nói có chi pháp rõ ràng. Cái nào mà không có chi pháp thì không dám nói chi, nói theo cái cảm tính của mình, rồi diễn giải theo cái ý kiến riêng tư của mình. Thì như vậy chi kiến nó bất đồng. Do đó chúng ta phải hiểu rằng có cách chứ. Chúng ta có cách để mà chúng ta làm cho cái tri kiến mỗi người đi gần sát lại với nhau, hiểu nhau. Và cái tri kiến đó phải là cái tri kiến của một thánh, do Đức Phật Ngài thuyết giảng, bậc thánh A-la-hán chấp nhận. Thì cái tri kiến đó, chúng ta có được cái tri kiến đó thì chúng ta sẽ sống hòa nhau. Bởi vì các bậc thánh không có chống trái với nhau, không có luận tranh với nhau. Còn như phàm phu của chúng ta thì đương nhiên là cái tri kiến bất đồng phải rồi, người không ai thuyết phục được ai, và ai cũng muốn người khác theo ý kiến của mình. Thì như vậy suốt cuộc đời của những người đó sẽ không bao giờ sự hòa hợp với nhau được. Cái đó là cái kiến giải của kẻ phàm phu hay là những cái người bình thường ngoài. Nhưng mà cái kiến giải trong Phật pháp thì thưa quý vị, ngồi gần nhau rất là dễ, không phải là khó. Cho nên ở đây đó, cái vấn đề mà kiến hòa đồng giải thì chúng ta phải hiểu một cái chính xác là tri kiến này, tức là cái cách hiểu biết về quẩn xứ giới đế, là chúng ta phải hiểu cho nó tường tận, cho nó logic một chút xíu. Và điều mà Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận, Ngài chỉ dạy
thì chúng ta có chữ ký nữa thì chúng ta sẽ hòa nhau, chứ có gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu về Nam Mô Thầy. Xin kính chào Thượng Tọa Tây Nguyên vừa về cộng đồng. Biết Thượng Tọa Tây Nguyên có nghe được hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trả lời. Sao thú cái rừng Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Học Tinh, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Học Tinh nghe được kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Và bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư đi nghỉ. Thượng Tọa Học Tinh có một số người ở lý luận như vậy, là người tu mình nó quan trọng là tu hành bản thân và độc cư thiền định. Cái chuyện mà mình sống hòa mình với những người chung quanh đó, nó là chuyện mà có tốt không có thì không thành vấn đề. Nhưng mà khi mình đọc cái pháp luật hòa đó, mình thấy rằng cái chuyện mà sống mà hòa mình hay là hài hòa với những người chung quanh ở trong một cộng đồng, một ngôi chùa có cần thiết không? Có cần thiết với người tu không? Hay là có thì tốt, không có thì thôi. Cái tỉnh thì đọc được. Thưa thầy, thưa thầy, dạ quý vị có nghe rõ không? Dạ xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ nãy giờ gặp trục trặc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Đàn làm việc trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Thì có nghĩ rằng nói đến cái việc mà tu tập ở trong Phật giáo thì đời sống mà độc cư thiền định là đời sống nó rất là cần thiết. Bởi vì trong kinh có thể nói rằng là mình tự hỏi mình coi mình còn có ưa cái chốn thanh tịnh hay không, mình có ưa mình có thích cái chuyện mà cái việc mà an cư độc cư thiền định hay không. Thì khi mà mình đặt cái câu hỏi đó thì có nghĩa là mình sẽ tự, nếu mà một người tu có lý tưởng tu tập để đạt được cái sự an lạc giải thoát đấy, thì cái việc mà mình cần có cái đời sống an cư định,
Tuy nhiên trong cái đời sống thì chúng ta thấy ngày nay đó thì đã là Phật giáo thì nó có những cái hình thức của ba ngôi tam bảo, của ngôi chùa, có Phật, của có Phật Pháp Tăng. Rồi bên cạnh đó đó thì còn có những cái sự gắn với nhau ở trong tứ chúng, đặc biệt là nói đến chúng xuất gia hay là chúng cư sĩ. Thì ở đây con nghĩ rằng cái người tu đó thì mình sống chung với nhau đó, thì cái chuyện mà mình hài hòa chung với nhau, cũng như nói đến cái việc mà đời sống mình đồng nhất với nhau về cái sự hiểu biết, về cái sự thực hành, rồi về cái các cái sự ứng xử với nhau, thì rõ ràng là nó có cái lợi ích rất là lớn. Bởi vì nếu mà bây giờ mình sống chung với lại chư tăng vị này đến vị kia đó, thì mà mình không có cái sự hài hòa đó, mình luôn 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 có những cái gì đó mà mình tự riêng tư cho mình, mà mình không có nghĩ đến những cái người xung quanh đó, thì nó cũng cũng rõ ràng là chúng ta cũng thấy nó có những cái sự khoảng cách, cũng như là nó có một cái điều gì đó để rồi mình không có một cái sự gắn bó ở trong tăng đoàn. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng với một cái sống tu tập đó, thì đối với chư tăng thì cũng phải nên hài hòa với nhau. Do cái sự hài hòa đó mà gắn bó với nhau và làm cho Phật giáo được tồn tại, cũng như là để làm cho Phật giáo gắn kết nhiều hơn đi vào ở trong cái cuộc đời này, cũng như là đối với những cái người cư sĩ như vậy. Thì con nghĩ rằng một vị chư tăng hay là một người cư sĩ ở bạn đạo với nhau thì họ cũng có cái sự hài hòa, và chính cái sự hài hòa đó là tạo nên một cái niềm vui, niềm hỷ lạc. Chứ còn nếu như mà mình không có cái sự hài hòa thì không được. Đối với cái đời sống tu tập thiền tập cũng vậy, con nghĩ rằng một người độc cư thiền định á, thì đời sống của họ cũng phải giữ cái tâm của họ có một cái giống như là không có cái sự chấp thủ, và cũng như là mình có thể thích nghi với cái hoàn cảnh sống của mình. Thì do mình thích nghi với cái hoàn cảnh sống đó, thì cái việc mà mình đặt cái việc mà tu tập thiền tập cho chính mình nó lên trên hết. Vì vậy cho nên là mình cố gắng mình thực hành cái đời sống tu tập thiền của mình, cũng như là mình sống với những người chung quanh cũng vậy. Như đối với hạng bậc xuất gia cũng như là hàng cư sĩ thì con nghĩ rằng cái việc mà mình hài hòa hòa thuận với nhau để mà mình cùng hướng với nhau đến với chánh pháp, cùng thực hành với chánh pháp, cùng hiểu với chánh pháp và cùng cư xử với nhau ở trong giới lấy pháp làm cái gì cư xử đó, thì con nghĩ rằng cái việc đó rất là cần. Rất là cần. Như vậy thì chỉ có khi nào mình câu chấp một cái điều gì đó mà thật sự ra không cần đáng có, mà mình câu chấp thì mình cho rằng cái này như thế này phải theo ý của mình và phải như vậy đó, thì rõ ràng là cái điều có những cái nguyên tắc, có những cái điều mà mình cần phải theo cái nhất nhất là phải như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày thì có những điều mình cần có những cái sự dung hòa. Những cái sự dung hòa đó đó, nó không phải là cái sự giống như ba phải, không phải ba phải, mà mình ở đây đó là cái sự hài hòa, đó là trong cái sự ứng xử của mình đời sống hàng ngày thì mình tạo nên cái sự hài hòa đó. Và chính do cái sự hài hòa đó đó thì cả bản thân của mình cũng được sự an vui, và những người chung quanh của mình được sự an vui. Và như vậy đó thì cái duy trì cái niềm tin của mình, của mọi người
nó càng thêm có một cái sự gắn bó hơn thêm nữa đối cái gì đối với cái việc thực hành Phật pháp. Thì con nghĩ rằng dù là nếu mà mình sống mà mình không giao tiếp với ai á, thì rõ ràng là có nhiều khi đó thì mình biết rằng cần có một cái đời sống độc cư thiền định. Thì những cái lúc mà mình độc cư thiền định thì cái chuyện mà mình đâu có giao tiếp với ai hay không thì đâu có cần cái chuyện mà hài hòa hay là không hài hòa. Nhưng mà bản thân cái tâm của mình á, cũng phải biết thích nghi với những cái hoàn cảnh sống như vậy thì mình mới có thể tu tập có được cái sự an lạc trong khi mình hành thiền. Còn nếu như mà mình giao tiếp thì cũng rõ ràng là tạo nên cái sự hài hòa để duy trì cái niềm tin cũng như là sự tinh tấn ở trong đời sống tu tập của mình và những người khác, không có một cái sự trở ngại nào. Và như vậy đó thì mình cũng mang đến cái sự an vui cho mình, rồi cũng tạo nên sự an vui cho người khác. Thì con nghĩ rằng là cái sự hài hòa này dù mình sống ở đâu cũng vậy, mình cũng cần có. Và khi đó, đó thì mình thực hành Phật pháp mình cũng cảm thấy an vui, mà người khác cộng sự với mình hay là gần gũi với mình cũng có được sự an vui do cái sự hài hòa đó. Dạ. Thì cái việc mà giữ cái tâm của mình, hoặc là lời nói, hoặc là những cái hành vi của mình luôn luôn có những cái sự hài hòa, mang đến cái sự tiến bộ, tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập, thì cái việc đó rất là cần. Con nghĩ rằng dù là ở đâu cũng vậy. Và như vậy thì thật sự là cái nguồn an vui, an lạc cho mình và cho những người khác. Con xin có cái ý thì sẽ chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa tự quyền, Thượng Tọa có trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa tự quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Thượng Tọa tự quyền, cuộc sống ngày hôm nay rất là phức tạp. Và mỗi người đó đều có muôn ngàn cái di biệt, từ ở trong cái cách sống liên hệ đến mạng xã hội, liên hệ đến internet, liên hệ đến sinh hoạt hàng ngày. Thì tôi là trụ trì, là một thành viên của tăng hội, thì tôi là một người sống ở trong chùa, thì tôi có thấy rằng cái việc mà giữ cái sự hòa thuận của chư tăng nó là một thách thức lớn không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa tôi. Nam mô Bụt Thầy, và Nam mô Tham Mai, và Nam mô Sanh Khai, và Giờ Thôi Đi Chúng Giờ Rồi. Dạ, cảm ơn các phong lai của đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng ta kính lễ đến Thượng Tọa Chánh Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thật như vậy đó. Sống trong một cái nếp sống của ngày hôm nay, dù cho là ở ngoài chúng ta không nói, ở trong tăng đoàn này cũng là một vấn đề. Nó là một cái, không những là một thách thức, mà nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải có một nếp sống như thế nào đó để cho nó trở nên hòa thuận, để trở nên tốt đẹp. Có nghĩa rằng không phải là chúng ta cái điều xấu thì chúng ta cũng đều im lặng, vâng vâng, hay là cái điều tốt mà nó mang tính thế lực chúng ta cũng hội đồng người mà nghe, cũng không phải như vậy. Những điều mà có thể nói rằng ngày hôm nay thì người ta biến thiên rất là nhiều. Cái miệng nam mô một bồ dấu găm, trước mặt nói như vậy, sau lưng nó làm chuyện khác. Nói một đằng làm một nẻo, không có thể hiện một cái giá trị chân thật của nó tốt đẹp, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai đó, trong cái việc tu tập đó, nó không phải là một cái thường tính lớn nữa, mà nó là một cái sự thúc đẩy mạnh mẽ, hay là một cái sự khuyến cáo, sự khuyên răn. Ngay cả những người lớn tuổi, khi chúng tôi là, ví dụ chúng tôi và Thượng Tọa Pháp Tân đi, là cũng như là những vị tuy đã lớn, nhưng điều mà so với các vị mà
chúng ta lại gọi là bán thế xuất gia, thì người ta cũng đáng tuổi cha chú mình. Đó lại là một vấn đề nữa. Thì quý vị biết là mình phải khéo xử lý như thế nào đó, mà để cải đổi, để mà chỉnh lại một cái đường đi đúng, hay là mình có cái sự khuyên nhắc như thế nào đó mà để các vị đón nhận. Chứ nhiều khi nghe bên đây rồi chạy qua bên kia như chưa hề quen nhau, như chưa hề nói. Thì phải nói đó là một cái điều mà mệt mỏi. Rồi cái tinh thần của ngày xưa khác từ ngày nay. Nhiều khi ngày nay đó có một cái chuyện gì đó người ta là không nói, không nói trực tiếp khi gặp những vị đó, mà lại nói ở sau lưng. Thế nên mình, chúng tôi thấy những điều kiện này chúng tôi chịu không được, tại sao gặp thì không cứ nói đi. Mà có một điều là nó trạc ngang với nhau, hàng sư thúc sư bá mình nói không được, mà các vị đó là ngang hàng với nhau, tại sao các vị phản ứng mà vẫn nói họ để nghe, mà tại sao không nói, nó nghe cái những gì lớn. Thì kính thưa quý vị, để tạo một cái nếp sống nó mang tính hòa thuận, mà nó đồng kiến một chút xíu, thì ở đây chính là một điều khó khăn. Không dám nói thẳng, rồi cứ ngại. Mà chính vì cái ngại đó nó trở nên một cái điều đã bất hòa ở trong tâm rồi, thì kính thưa quý vị, không bao giờ có thể sống mà coi như là có một cái đồng ý hướng, đồng một cái sự phụng sự một cách căn bản được. Coi như thôi kệ, người ta cứ thu thúc, cứ đóng cửa, cứ sống cái tinh thần mà nó thủ cụ, cứ nó sợ hãi và nó cảm thấy phiền phức như thế này, phiền phức như thế nọ, vân vân. Thì đó cũng chính là một điều mà nó rất là khó khăn. Rồi nếu như mà nói ra đó thì người ta sợ nó oan trái quá thù. Thì kính thưa quý vị, nó là một cái nếp sống mà có thể nói là rất là thách thức, nó nhiều điều lắm. Ở đó thì thôi coi như là mọi người phải chọn một nếp sống tu cho mình, và để Phật pháp này lớn mạnh, nó có một điều hết sức là căn bản, đó tức là giá trị tăng chúng được là sớm mắt ghi, tức là hòa đồng. Ý nghĩa của tăng đồ tức là sự thanh tịnh, sự hòa hợp. Trong cái sự hòa hợp đó mà thiếu thì phải nói thật sự Phật pháp rất là yếu. Mỗi người một ý, mỗi người một việc, nó không có một cái giáo quyền giáo điều, mà nó mang tính giá trị tuyệt đối từ trên xuống dưới rầm rắp. Đây chính là một điều mà phải nói rằng nếu chúng ta hiểu biết được Phật pháp, nó là một nỗi đau, một sự khắc khoải rất lớn khi các vị lớn không làm đúng cái giá trị của các vị lớn thì làm sao nhỏ mà nghe, mà khi nhỏ thì phải được sự học tập. Cái bề nào, cái manh nào, cái mối nào nó rõ ràng, chứ nghe như thế này rồi như thế nọ thì nó lại gây nên một cái sự xáo trộn nữa. Chào, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều thứ. Mà có thể nói rằng nếu như mà chúng ta có cái tâm suy nghĩ đến Phật pháp mai hậu thì phải nói rằng hết sức là mệt mỏi. Sáng nay chúng tôi đi tham dự một cái lễ ở bên Bắc Truyền, có một vị hòa thượng. Thì chúng tôi gặp một số huynh đệ mười mấy hai chục năm nay, khi mà học ra trường thì mỗi người mỗi nơi, gặp lại huynh đệ rất là mừng. Và ngồi thì ngó lại một cái thì kính thưa quý vị, khi mà để người ta cung kính đó, để mà tham dự lễ đó, thì phải nói nhìn lên thì phải nói rằng các vị tu túc lớn, các vị hòa thượng lớn không còn nữa. Thì phải nói rằng chính chúng tôi nhìn, chúng tôi cũng giật mình, thôi mình cũng không dám nói gì, nhưng anh em lúc đó cũng suy nghĩ, và thật bây giờ hiếm còn những vị nó mang tính long tượng, nó mang tính tích trượng để mà trấn sơn chi bảo cho đại chúng. Phải nói rằng đối với các vị lớn đã đi đã viên quá nhiều rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói cái đó nội, chỉ chúng tôi nhìn ở bên Bắc Truyền thôi, nó là như vậy. Thú chúng tôi có suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ về cái năm trường của mình suy nghĩ về thì quả thọ thật
không còn cái đầu ngón tay nữa mà điểm, kính thưa quý vị. Nó rất là ít đến nỗi mà chúng ta khiếp sợ. Thì phải nói cái nếp sống của thiền môn nó là một vấn đề mà đau đáo lai của Phật Pháp. Và đó cũng chính là ngày nào mà tăng còn hòa thuận, ngày nào tăng còn vững mạnh, thật trụ đại tòng lâm, thì ngày đó Phật Pháp sẽ còn vững mạnh ở ở cõi ta bà này. Chứ còn nếu như chúng ta thấy siêu siêu ảnh ảnh là hết sức mệt mỏi, hết sức là nguy hiểm. Và cho nên cái nếp sống của ngày hôm nay nó là chẳng những là một thách thức lớn, nó là một cái khái niệm mà cần phải sáng suốt, cần phải nhìn rõ chân lý, nhìn rõ cái giá trị, chúng ta mới có một cái sự tu tập được tốt đẹp vào cái bệnh thần thọ. Đây là có đôi điều và như vậy nếu có điều không có tốt thì chúng ta thần thọ nam mô bổn thầy á. Sa thủ trình từ tòa thượng viện đến Đức Huyền Thông à, dường như để Đức Huyền Thông không có mặt ở trước máy thì phải à, có lẽ xin được trở lại với thượng tọa Pháp Thân. Thượng tọa Pháp Thân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Thân được xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thơ lượng tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Thân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Giờ xin được hỏi thượng tọa Pháp Thân, thượng tọa có mặt trước máy không? Có lẽ thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa quan hệ trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Không biết thượng tọa Tây Nguyên có nghe được không vậy? Giờ xin hỏi thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa có nghe được không? Dạ, Đại Đức Huyền Thông, Đại Đức Huyền Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Huyền Thông nghe được xin thỉnh Đại Đức Huyền Thông trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, Đại Đức Huyền Thông, người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh à, có đôi khi có những sự bất hòa xảy ra nhưng mà mình tìm cách để ngăn ngừa sự bất hòa, có phải là nó dễ hơn là mình chờ cho đến khi mà đã có chuyện xảy ra bất hòa rồi mình mới giải quyết à, có đúng như vậy không? Ở trong trường hợp này chúng ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh không? Cái tỉnh Đại Đức Huyền Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh sư phụ góp ý cho các câu thảo luận số 6, hỏi rằng phải chăng giải quyết những bất hòa khó hơn là phòng ngăn ngừa sự bất hòa à, kính thưa sư phụ và đạo tràng, con nghĩ là một người Phật tử cũng như là một người tu hành thì cái tâm niệm của chúng ta là mình phải có cái mình nhìn, phải nhìn cái tâm của mình và cái thân của mình thì mình phải thấy rằng mình không nên chạm trán những cái sự xung đột. Và khi mình thấy có những cái sự bất hòa nó ấy lên, nó có thể sắp khởi lên trong tâm của mình và một cái đối tượng nào đó, thì cái hay nhất là mình nên né tránh, hay là mình dùng cái lời lẽ nào đó để mà hòa giải cái điều đó, là mình cho rằng mình không có hứng thú về cái việc đó, tức là mình tránh cái sự xung đột. Tiếng Việt Nam có câu là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thì cái người tu hành của mình thì mình không muốn cãi vã. Tây có câu là trong tất cả cuộc cãi vã thì không có người thắng. Thì mình cũng không nên đi vào cái sự cãi vã. Bởi vì con nghĩ rằng cái mà cái thấy của chúng ta là tiếng Anh nó gọi là perception. Mà cái perception của chúng ta mà không đi vào con đường của Đức Phật, thì nếu mình đi vào con đường của Đức Phật giảng dạy thì cái thấy đó thì mới gọi là chánh kiến, gọi là right perception. Nghĩa là gì? Tất cả trên thế gian này đều là vô thường, không có cái gì mà nó tồn tại, không có cái ngã của nó. Và vì nó vô cho nên nó khổ, và vì nó vô thường cho nên không có ai có cái gì mà tồn tại vĩnh viễn. Mình phải thấy được cái điều đó, và vì thấy được cái điều đó thì trên thế gian này, kính thưa sư phụ, chẳng có cái gì là quan trọng. Thì mình ở đâu đó để mình gây gỗ, để mình tìm cái lý cho mình.
Thành ra cái gì hay nhất là mình né đi. Né đi không phải là mình sợ, tức là mình né đi, tức là mình không muốn đi vào những cái sự mà tranh cãi, mà mình thấy rằng cái vô ích nó nằm ở đó. Dầu cho mình có hiểu biết như thế nào đi chăng nữa, mà đi vào tranh cãi thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả xấu. Thì trong đạo Phật thì con thấy rằng trong đạo Phật không có gì là tranh cãi cả. Là vì sao? Là nếu mình nói rõ ra là con người của mình không có cái ngã, con người của mình không có cái điều mà mình chống trái thế gian. Đức Phật nói rằng ta không có chống trái thế gian, chỉ có thế gian chống trái mà thôi. Cho nên là khi mà Đức Phật giảng dạy thì mình thấy không có thấy là Đức Phật mà khinh khi người nào hay là chê người nào. Thí dụ có nhiều người hỏi Đức Phật, cái người mà ông mà cuối cùng để hỏi Đức Phật đó, thì ông nói là thưa Thế Tôn, có nhiều giáo chủ nói thế này thế kia chúng tôi đúng, thì Thế Tôn nói là bỏ cái đó qua bên đi, để nghe cái điều này. Thì Đức Phật giảng dạy rồi cái giáo pháp của Đức Phật đã tu chứng, thì ông ta mới nghe là giáo pháp của Đức Phật giảng dạy về tu chứng, và ông ta để đắc đạo. Chứ trên thế gian này, trong cái mọi cuộc tranh luận, mọi cuộc mà tranh cãi không có lợi gì cả hết. Người nào mà ở đó mà tranh cãi mặt đỏ rân rồi phùng mép sôi mồm mấy cái vụ đó thì nó nhìn vào có nó thấy nó cũng là hạ cấp, và không có cái điều gì mà nó lợi lạc trong cái việc mà tranh cãi. Tranh cãi để làm gì? Để cho mình hay hơn người khác. Thì mình đâu phải là loại người muốn hay hơn người khác. Cuộc đời của mình muốn là mình là thanh thản, là không có điều gì làm cho mình vướng bận, để mình giữ cái tâm của mình an ổn trước mọi cái tám ngọn gió đời, tức là được mất hơn thua, được danh không danh, được lợi mất lợi, tất cả những cái điều đó thì đối với mình không có quan trọng, đối với người tu hành điều đó không quan trọng. Là vì vậy cho nên là cái câu là phòng bệnh hơn là ngăn ngừa sự bất hòa thì đó con thấy là đúng. Sự thật ra đó, mình không có hòa với ai mà cũng không phải không hòa với ai. Thí dụ như mình đấu với người cộng sản mà mình hòa với nó, mình chơi với nó là không phải. Mình không có hòa với ai mà không chống ai. Chuyện của ai thì ai làm, mình không có can dự vào. Nếu mà họ hỏi mình thì mình dạy họ, còn họ không hỏi mình thì thôi. Vì vậy cho nên cái điều mà những người Phật tử cũng như tỳ kheo là không giải ai cả, không lên mặt giải ai cả. Nhưng mà nếu mà có cái người mà hỏi mình, chân thành hỏi mình, thì mình chỉ cho họ con đường giải thoát. Bởi vì cái đạo Phật từ xưa đến nay, Đức Phật không có rủ người ta làm đệ tử của Ngài, mà những người đến xin Ngài, lại lễ lại Ngài để mà được làm đệ tử Ngài, thì trong trường hợp người hành, người đệ tử đó đã sẵn sàng học rồi, thì Đức Phật giảng dạy thì họ mới được hiểu được. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật, thưa sư phụ, Ngài nói rằng khi mà Ngài chứng đắc thì Ngài mới thấy rằng cái giáo pháp của Ngài khó nói, mà nếu mà nói ra thì họ khó nghe được, mà họ dầu cho họ nghe mà họ khó chứng được, khó đắc được. Cho nên không phải cái giáo pháp mà tu hành để làm một bậc thánh, để làm một vị Phật mà nó dễ dàng như là ăn cơm với là thịt bistec thì đâu có cái chuyện đó. Giáo pháp đó là phải lễ lại, phải cầu xin ngàn thân nghìn thân nan ngộ. Không phải là giáo pháp đó là rẻ như bèo, mà muốn nói lúc nào muốn nói mà dễ dàng cho người ta nghe. Cho nên chúng ta không có cãi vã với ai. Tại sao? Vì những người đó không thể nào hiểu chúng ta nói cái gì. Đừng nói đâu xa trong gia đình con. Thầy con bảo là thôi đệ tử quỳ xuống đi để tôi cho tâm duy ngũ giới. Thì bà mới nói là khoan đã, giờ này là 75, 76 tuổi mà nó khoan đã thì không biết giờ nào mấy. Cho nên không thể người nào mà không có cái duyên, kiếp trước không tu hành và không lắng nghe, không mở cái lòng ra để đón nhận cái giáo pháp bất tử mà Đức Phật đã 20 a tăng tỷ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, 6 năm khổ hạnh mới thành tựu được, mà đâu phải dễ dàng để cho chúng ta gặp ai mà nói như thế đấy. Kính thưa sư phụ, cho nên những cái giải quyết bất hòa đó
là mình ngăn ngừa, phòng ngừa hơn là mình giải quyết sự bất hòa. Và tất cả những cái gọi là bất hòa thì không có cái gì mà có thể giải quyết được, không đưa đến kết quả. Tất cả những cái discussion thì không có cái kết quả và không có ai thắng, mà tất cả đều là bại, là tại vì đi vào trong tranh cãi. Kính thưa sư phụ, thì đó là những cái quan điểm của con về vấn đề giải quyết được bất hòa. Có những sự bất hòa thì con lãnh ra đi, chịu thua đó. Bởi vì những người mà không đồng chánh kiến với mình thì không thể nào mà mình nói cho họ nghe được. Cũng như là ông Ni Cần Tử Nikata Nataputta đó, ông vừa tả thế thì đệ tử của ông ta, một người là một chánh kiến, một ý kiến, cho nên đâu có ai mà giải quyết được. Cho nên kính thưa sư phụ, trong tất cả những cuộc mà tranh luận đó thì chúng ta nên lánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là quan điểm của con về vấn đề giải quyết bất hòa nên cái là hơn. Bởi vì những người không hiểu, không đồng chánh kiến thì không thể hòa đồng được. Con xin trao mai lịch sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những gì mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chi vượng nhi đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú xin trân đại đức Quy Thông. Câu trả lời của đại đức Quy Thông đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tới bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Chà. Yang kim chip của tòa kamang kata bang yam mang kaye